Chúa ở cùng anh chị em. Tin mừng Đức Giêsu Kitô theo Thánh Luca. Lạy Chúa, vinh danh Chúa. Rồi Đức Giêsu nói với mọi người: Ai muốn theo tôi, phải từ bỏ chính mình, vác thập giá mình hàng ngày mà theo. Quả vậy, ai muốn cứu mạng sống mình thì sẽ mất. Còn ai liều mất mạng sống mình vì tôi thì sẽ cứu được mạng sống ấy. Vì người nào được cả thế giới mà phải đánh mất chính mình hay là thiệt thân thì nào có lợi gì? Ai xấu hổ vì tôi và những lời của tôi thì con người cũng sẽ xấu hổ vì kẻ ấy khi người ngự đến trong vinh quang của mình, của Chúa Cha và các thánh thiên thần. Đó là lời Chúa. Trước hết tôi xin gửi lời kính chào tất cả anh chị em và các bạn trẻ. Hôm nay chúng ta gặp gỡ nhau trong thánh lễ, chúng ta mừng kính, chúng ta tưởng nhớ tới những bậc tiền nhân của chúng ta, đó là các thánh tử đạo Việt Nam oai hùng. Anh chị em thân mến, trong tuyển tập ca khúc Da Vàng, Trịnh Công Sơn có những bài hát rất hay và có những cái ngôn từ rất là và sâu lắng. Chắc rằng chúng ta đã từng nghe những bài hát đó. Chẳng hạn như bài Chiều đi lên đồi cao hát trên những xác người. Tại sao lại lên đồi cao để mà hát? Thưa anh chị em, dường như Trịnh Công Sơn muốn nói rằng tiếng hát, tiếng khóc trên đồi cao nó mới có thể vang xa đến tận cùng trời cuối đất. Nó như là một lời tự tình quê hương để ngõ vào lòng của người dân Việt chúng ta. 20 năm rồi nội chiến từng ngày, gia tài của mẹ là một rừng xương khô, gia tài của mẹ là một núi đầy mồ. Là anh là chị là em của nhau, sao chúng ta cứ mãi hận thù chém giết nhau? Từ một bài hát của Trịnh Công Sơn, tôi là mời anh chị em nhìn về với khung trời của 2000 năm về trước. Chiều hôm đó cũng có một con người bước lên đồi cao, nhưng ngài không đi một mình mà là vác trên đôi vai gầy cái thập từ giá của đời mình. Ngài lên trên đồi cao và dựng lấy cái thập từ giá để xác thân của ngài chịu treo trên đó. Con người đó là ai? Thưa anh chị em, đó là Đức Giêsu, đấng mà chúng ta đi tìm, đấng mà chúng ta tôn thờ, đấng là lẽ sống, là ơn cứu độ cho cuộc đời của chúng ta. Ta biết rằng ngày hôm nay đạo chúng ta đã truyền vào đất nước Việt Nam trên dưới 400 năm, nhưng mà người ta vẫn cứ nhìn về Đức Giêsu của chúng ta đó là ai. Tôi không tin được một cái con người kết thúc cuộc đời bằng cái chết đau đớn nhục nhã trên cái thập tự giá. Nếu như thập tự giá là một cái chướng ngại cho người ta không thể đến với Chúa Giêsu trong niềm tin, thì thưa anh chị em, thập tự giá lại trở nên nguồn ơn cứu độ. Đức Giêsu bị con người treo lên cây thập tự giá, đó là cái hình phạt độc ác, tàn bạo, dã man nhất trong lịch sử loài người, khi con người dành một cái án phạt cho nhau. Đằng này con người là treo chính con Thiên Chúa. Nhưng mà thưa anh chị em, nó lạ lùng, nó độc đáo ở tình yêu của Thiên Chúa dành cho con người như thế nào. Con người giết con Thiên Chúa, nhưng mà Thiên Chúa qua cái chết của con một ngày trở thành một hy lễ mang lại giá trị cứu độ. Qua cái chết thập tự giá của Đức Giêsu mới mở ra một cái con đường tha thứ, con đường của tình yêu. Thánh Phaolô trong sự xác tín của cuộc đời mình, ngài nói lên rằng ngoài thập tự giá của Đức Giêsu không có con đường nào khác.
Đức Giê-xu chấp nhận chết thập tự giá là vì con người tội lỗi của chúng ta, để từ đó thập tự giá trở thành biểu tượng của tình yêu, trở thành con đường của sự sống. Ai muốn đi theo ta, từ bỏ mình vác thập tự giá mình mà đi theo. Vác thập tự giá đi theo Đức Giê-xu được gì? Phải qua thập tự giá mới đi vào trong vinh quang. Hôm nay chúng ta mừng lễ các thánh tử đạo Việt Nam. Chúng ta xác tín mà nói với nhau rằng đây là những cái con người đã chấp nhận cái con đường tình mang tên Giê-xu suốt cuộc đời của chính mình. Là những cái con người đi là con đường Đức Giê-xu đã đi, đó là con đường của máu, của nước mắt, của mồ hôi, của lao nhọc, của hy sinh, của đau đớn, cho đến tận cùng, cho đến cuối đời của chính mình, mãi mãi chỉ một thập tự giá của Đức Giê-xu là lẽ sống và là niềm hy vọng của các ngài. Anh chị em và các bạn trẻ thân mến, hôm nay chúng ta mừng cái lễ này. Chúng ta suy nghĩ như thế nào về cha ông của chúng ta? Các ngài là ai mà tại sao có thể chấp nhận những cực hình, những cái chết đớn đau dường ấy mà con người dành cho các ngài? Chúng ta dừng lại ở đôi dòng lịch sử. Hạt giống tin mừng của Đức Giê-xu được gieo vào mảnh đất hình chữ S là đất nước Việt Nam của chúng ta vào thế kỷ thứ 16. Để rồi 300 năm sau đó, trong suốt 3 thế kỷ, chính hạt giống của Đức Kitô đã nảy mầm và sinh hoa kết trái. 3 thế kỷ sau, chúng ta biết rằng trải qua các thời kỳ, khởi đi từ vua Lê Chúa Trình, rồi đến triều Tây Sơn với vua Cảnh Thịnh, rồi tới triều Nguyễn với 3 cái ông vua tàn sát đạo của chúng ta kinh khiếp: Minh Mạng, Thiệu Trị và Tự Đức. Trong 3 thế kỷ đó, hàng trăm ngàn tín hữu tin vào Đức Kitô đã chịu chết. Và trong suốt dòng lịch sử đó, giáo hội đã chắt lọc ra 117 vị tử đạo để tôn phong lên bậc hiển thánh, để ngày hôm nay chúng ta cung kính mà nhìn về các ngài. 117 vị thánh tử đạo đó là ai? Thưa anh chị em, chắc chắn năm nào chúng ta mừng lễ chúng ta cũng biết cả. Có 8 giám mục, 50 linh mục, 2 chủng sinh, 1 thầy giảng và có 42 giáo dân. Giáo dân là làm đủ mọi nghề, làm quan trong triều đình có, làm cai đội trong quân lính của nhà vua có, làm thầy thuốc, làm thương gia và đa số là nông dân. Thưa anh chị em, chúng ta nhìn lên các thánh tử đạo Việt Nam, 117 vị thánh, đủ mọi thành phần dân Chúa cả. Những cái con người cũng bình thường như chúng ta, không khác gì chúng ta. Mà thưa anh chị em, để chọn ra để làm tôn phong để bậc hiển thánh thì phải nhìn về cái đời sống đạo đức của các ngài. Đây là những cái con người đã sống hết mình vì tin mừng, vì tình yêu của Đức Giê-xu. Tôi chỉ nêu lên vài điểm để chúng ta thấy các thánh tử đạo Việt Nam của chúng ta xứng đáng để chúng ta tôn vinh, xứng đáng để cả giáo hội thế giới ngưỡng vọng. Điều thứ nhất, các thánh tử đạo Việt Nam không phải là những cái con người hung ác độc dữ đâu nha. Đó là những con người cực kỳ hiền lành. Lắm khi tôi nói là cha ông của chúng ta hiền lành, mà chúng ta là con cháu, chúng ta giữ quá sức. Tôi đã từng nghe đó, đồng đạo với nhau, là Kitô hữu với nhau, chửi lộn, nói xấu nhau, nhắn những cái tin kinh khiếp dành cho nhau. Mang máu của thánh tử đạo, máu của ngài trở thành chứng nhân, vuông quén cái cuộc đời của chúng ta. Mà lắm khi chúng ta sống nghịch lại với những gì mà các ngài đã chọn và đã sống. Cha Vũ Bá Loan là vị thánh tử đạo cao niên nhất trong số 117 vị. Ngài bị tử đạo vào lúc vào năm ngài 84 tuổi. Ngài ở trong tù, thưa anh chị em, các viên cai ngục rất thương ngài. Nhìn ngài không ai đánh ngài được roi nào cả.
Và khi mà dẫn Ngài ra pháp trường á, 10 tên đao phủ vất đao bỏ chạy. Vì sao? Nhìn Ngài rất ư là hiền lành. Một ông lão hiền lành như thế nào, nỡ nào mà chặt đâu. Cho đến cái người đao phủ cuối cùng là anh này, là một cái chàng trai trẻ, đến chắp tay trước Ngài và nói: con thưa cụ, đây là bổn phận con phải làm thôi, cụ tha thứ cho con nghe. Con sẽ giúp cụ đi thật nhanh về thiên quốc, mà khi cụ về ở trên đó rồi, cụ cầu nguyện cho con với nghe. Cái cuộc sống hiền lành nó trở thành một cái mẫu gương sáng ngời, rọi sáng chân dung của Đức Giê-xu giữa dòng đời. Ngay khi chấp nhận cái chết, ngay khi mà người ta chuẩn bị chặt đầu mình, vẫn hiền lành như thường. Ta biết những cái người mà được bị đem ra pháp trường mà xử bắn, không có ai hiền lành đâu. Chửi trời, chửi đất, chửi mọi người. Chẳng hạn như tôi nói cái anh Nguyễn Văn Tội đó, là anh hùng mà được gọi là liệt sĩ đó, mà cách mạng tôn vinh lắm. Nhưng tôi nghe cậu tôi kể, khi mà lôi ra pháp trường ấy, Nguyễn Văn Tội sợ lắm, run như cầy sấy. Mà trước khi bắn chết thì đôi mắt của Nguyễn Văn Tội, tức bây giờ anh ta giật cái mắt che mắt ra, đôi mắt nhìn những người giết mình căm thù. Đạo của chúng ta không có căm thù, mà chỉ có một trời thứ tha, sự hiền lành của vị linh mục Vũ Bá Loan, một bằng chứng cho chúng ta. Cái điểm thứ hai nữa, các tên tư đạo đó là gì? Các ngài là những người yêu quê hương, cũng tôn trọng các vua thời bấy giờ, chứ không phải là những nghịch tử. Một vị thánh tử đạo nói với quan như thế này: tôi tin vào Thiên Chúa là thượng phụ, tôi tôn kính Đức Vua là trung phụ. Lẽ nào tôi đối với Đức Vua tôi không xúc phạm một lời nào? Tôi là từ chối Thiên Chúa là Đức thượng phụ mà tôi tin kính, yêu mến Ngài trên hết mọi sự. Lời cuối của các ngài để lại cho chúng ta niềm tin của các ngài lạ lùng. Cái điểm thứ ba nữa, các thánh tử đạo Việt Nam đó là gì? Là đức ái, sự bác ái dành cho mọi người, nhất là những người bất hạnh, nghèo đó. Một vị thánh tử đạo là một vị thầy thuốc. Những người nghèo đến chữa bệnh với Ngài, Ngài không lấy một xu, Ngài còn tặng thuốc đem về nhà, tặng tiền và tặng lúa nữa. Chia sẻ những gì mình có cho những người bất hạnh. Cái bài học đó từ đâu, xin thưa anh chị em? Từ tin mừng của Đức Giê-xu. Khi anh em cho ai một bát nước lã vì danh Thầy thì cho chính Thầy. Anh chị em thân mến, các thánh tử đạo Việt Nam là những con người hiền lành, đơn sơ, yêu Chúa, yêu người. Nhưng mà tại sao các ngài lại chịu những cái chết xem ra chúng ta thấy nó kinh khiếp? Là bởi vì các ngài tin vào thập tự giá của Đức Giê-xu. Chỉ cần khi bắt vào tù, chỉ cần chối tôi không tin Đức Giê-xu, thả ngay. Nhưng các ngài không chối Chúa. Không chối Chúa, thưa anh chị em. Khi mà bị vào tù, các ngài bị cái gì? Những cực hình tra tấn hết sức dã man. Bây giờ cái mặt của chúng ta như thế này, mà ai khắc chữ lên trên mặt thì chúng ta chịu nổi không? Cái mặt của các thánh tử đạo bị khắc bốn chữ: gia tô, tà đạo. Hết xóa được bốn cái chữ đó, chấp nhận để người ta khắc chữ trên mặt mình, chấp nhận hủy đi cái gương mặt của chính mình vì danh Đức Giê-xu. Người ta cột tóc các ngài trên xà nhà, treo toàn ten rồi đánh đập, thậm chí lấy vải cột vào những đầu ngón tay, thấm dầu và đốt lên.
lột trần truồng, cột nằm trên một tấm ván. Ta biết cái mùa nóng ở miền Trung nó nóng cỡ nào, nó nắng cỡ nào. Vậy mà đêm phơi ngoài nắng mấy giờ đồng hồ như vậy, người ta đổ dầu vào rốn của các ngài, đốt cho đến nỗi nóng mà nó nứt ra, nứt ruột ra. Rồi lấy kềm và lôi những móng tay ra. Chị em nghe tôi nói thì thấy nó có vẻ đơn sơ đó, chứ mà thử về làm xem, cái búa mà gõ vô cái móng tay một chút thôi chịu nổi không, đau thấu xương. Tôi vừa rồi tôi đi tôi vấp vào cái cây sắt á, móng chân của tôi đem ra ngoài khâu 4 mũi. Mà trời ơi, tôi cứ rên cứ la, gặp ai tôi cũng than hết, đau quá đau quá. Tôi nếu mà đem ra mà xử cái cỡ đó chắc là tôi chối Chúa ngay. Khi mà những cực hình đó dành cho các ngài vẫn cương quyết theo Chúa đến cùng. Cuối cùng thì vua phải xử bằng án tử. Chúng ta nghe mấy cái án tử mà người ta dành cho cái thánh tử đạo của chúng ta, chúng ta mới thấy các ngài kiên cường, trung dũng trong niềm tin của mình như thế nào. Bây giờ người ta xử những cái tên tử tội ấy, ngày hôm nay đem ra pháp trường bắn vài phát đạn vào trong ngực chết. Bấy nhiêu đó chúng ta thấy đã ngán rồi. Bây giờ chúng ta thấy người ta xử các thánh tử đạo của chúng ta như thế nào. Chúng ta phải hỏi các ngài, lạy các thánh tử đạo là cha ông của chúng con, làm sao các ngài có thể chấp nhận được những cực hình, những án tử kinh khiếp. Cái án thứ nhất đó là xử trảm là chặt đầu, kê cái đầu trên cái giá chặt một phát. Mà chúng ta biết có một vị giám mục người nước ngoài chọn Việt Nam là quê hương, cái ngài là vị giám mục tử đạo, đầu của ngài chắc cứng quá chăng, cái cổ cứng quá, chặt tới 7 nhát không đứt, nó cứ bầm tới. Nếu mà tôi mà chặt nhát thứ nhất không đứt, nhát thứ hai không đứt, thì nhát thứ ba thôi cho em về, đừng chặt nữa đau lắm. Sức mạnh nào mà tới 7 nhát. Vậy mà ngài vẫn cứ bình thản. Ngài còn nói với đau phủ: nè, mạnh tay lên, chặt chính xác, để tôi đi nhanh một chút về thiên quốc. Chán thứ hai là xử giảo, tức là cho thòng lọng vào cổ, riết là cho đến lúc chết. Án thứ ba là án lăng trì. Lăng trì là gì? Chặt hai bàn tay, chặt hai bàn chân để máu ra cho chết. Nhìn cơ thể mình bị chặt như vậy, làm sao có ngày chịu nổi, thưa anh chị em? Ai mà không yêu cái cơ thể của chính mình? Rồi cái án khác nữa là án bá đao, là 100 nhát dao cắt vào trong da thịt của con người các ngài, xẻo tai, xẻo mũi, xẻo từng cái. Có vị thánh tử đạo xẻo tới 60 nhát mới chết. Chịu nổi không? Rồi bỏ đói trong tù, gọi là chết rũ tù. Thánh nữ Anne Lê Thị Thành, ngài bị bỏ đói cho đến chết. Chúng ta nhịn đói chừng có 2 ngày đó, một ngày thôi, chịu không nổi, run chân run tay rồi. Các ngài bị bỏ đói suốt cả tuần cho đến lúc chết. Rồi án thiêu sống, cột lên trên cây mà thiêu cho chết, rồi chôn sống. Thưa anh chị em, chúng ta biết rằng các thánh tử đạo Việt Nam của chúng ta cũng là những con người rất yếu đuối, rất bình thường, cũng ham cái cuộc sống này chứ, cũng thích cái cuộc đời này chứ, cũng yếu đuối như mọi con người. Nhưng mà chúng ta thử hỏi nhau, sức mạnh nào để giúp cho các ngài vượt qua cái ham sống sợ chết? Sức mạnh nào để giúp cho các ngài quay lưng trước những vàng bạc, chỉ cần bước qua thập tự giá lãnh 10 lượng vàng về ngay, được thăng quan tiến chức? Không, quỳ gối vác thập tự giá. Thập tự giá là nơi đấng cứu độ của tôi đã treo xác lên để cứu tôi, lẽ nào tôi là bước qua thập tự giá của ngài? Chúng ta hỏi với nhau, sức mạnh nào đây thưa anh chị em? Ta biết có một vị thánh tử đạo là nữ,
trong đêm, ngày mai là ra pháp trường trong đêm, ngài run sợ. Ngài nói với Chúa thế này: ngày mai con sẽ ra pháp trường rồi, làm sao con chịu nổi những án tử hình người ta dành cho con yếu đuối lắm. Chúa ban thêm sức mạnh cho con. Để chúng ta có thể nói với nhau như thế này: sức mạnh đó chính là Thánh Thần, là Thiên Chúa của tình yêu, lòng mến tràn ngập vào trong tâm hồn và cuộc đời của các thánh tử đạo. Để chính khi yêu Chúa rồi thì Chúa là trên hết. Người ta thường nói, chúng ta nghe nó, tình yêu mạnh hơn cả cái chết. Các ngài đã gắn kết cuộc đời của mình với Đức Giêsu bằng một tình yêu không phai mờ, không thay đổi, để các ngài xác tín rằng cái cuộc đời trần thế này đó chỉ là tạm bợ, sự sống mai sau mới là sự sống vĩnh cửu. Và để đạt được sự sống đó, không còn con đường nào khác ngoài chấp nhận con đường của Đức Giêsu và lời mời gọi tình yêu của ngài: nè, ai muốn đi theo ta, từ bỏ chính mình, vác thập tự giá mình mà theo. Anh chị em thân mến, chúng ta cũng không quên sức mạnh, tình yêu và sự trợ giúp của một người mà chúng ta phải luôn luôn nhớ trong cuộc đời của chúng ta, đó chính là Đức Trinh Nữ Maria. Đa số các thánh tử đạo Việt Nam đều là những vị thánh có lòng yêu Đức Mẹ một cách đặc biệt. Tôi đọc lại lịch sử các thánh tử đạo Việt Nam, thưa anh chị em, các ngài giữ cái ngày thứ bảy. Ngày thứ bảy là ngày kính Đức Mẹ. Chiều hôm nay vẫn biết rằng chúng ta dâng thánh lễ cho ngày mai, nhưng vẫn là cái ngày thứ bảy. Ngày thứ bảy là ngày của Đức Mẹ. Các thánh tử đạo luôn luôn cái ngày thứ bảy là ngày lần chuỗi nhiều, là ngày nhìn về Đức Mẹ, là ngày cầu nguyện với Đức Mẹ. Có vị thánh khi biết mình sẽ bị chết, sẽ bị án tử, khi ra pháp trường, các ngài mang cái gì làm hành trang cho mình? Thưa anh chị em, duy nhất một tràng chuỗi mân côn. Vừa đi ra pháp trường, vừa cầm lấy tràng chuỗi, kêu tên Mẹ Maria qua lời kinh kính mừng. Anh chị em thân mến, hôm nay chúng ta mừng lễ các thánh tử đạo Việt Nam. Chúng ta hãy thắp lên một nén hương lòng trước để chúng ta tạ ơn Thiên Chúa. Ngài đã yêu thương đất nước Việt Nam của chúng ta, đã ban cho chúng ta có những đấng anh hùng tử đạo để làm chứng cho tình yêu của Đức Kitô. Cái nén hương lòng thứ hai chúng ta hãy thắp lên để chúng ta nghiêng mình trước tiền nhân, trước cha ông của chúng ta, 117 vị thánh tử đạo Việt Nam. Chúng ta uống nước nhớ nguồn, nhờ máu của các ngài đổ ra mới có chúng ta ngày hôm nay. Nén hương lòng thứ ba hãy thắp lên để chúng ta lòng dặn lòng nhìn về các thánh tử đạo Việt Nam, để xin với các ngài giúp cho chúng ta luôn bắt chước mẫu gương sáng ngời của các ngài trong cuộc sống đầy những thách đố của ngày hôm nay. Lạy Mẹ Maria là nữ vương của các thánh tử đạo Việt Nam chúng con, nếu như cha ông của chúng con sống niềm tin một cách tuyệt đối, một cách tuyệt vời, thì chúng con ngày hôm nay còn đó biết bao những thách đố, những cám dỗ khiến cho chúng con đánh mất niềm tin của chính mình. Bước gì hôm nay khi chúng con nhìn về cội nguồn của chúng con, xin Mẹ giúp cho chúng con bắt chước các thánh tử đạo Việt Nam luôn giữ vững niềm tin của chính mình và luôn luôn chọn chính Mẹ, để chính Mẹ đi với chúng con, giúp cho chúng con vượt qua những thách đố, những cám dỗ của cuộc sống ngày hôm nay. Amen. Xin mời anh chị em đứng lên, chúng ta tuyên xưng đức tin.